MLMH Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMH Bình Dương nha. Thì bây giờ là 9 giờ 34 ngày 3 tháng 7 năm 2023. Thì MLMH đang tại mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị nha. Ở đây thì có hai vị khách, có chị gái đang lau mộ cho cậu. Ngoài kia thì cũng có khách đang vào ha. Chú đi quay. Con chào cô. Dạ. Hôm nay thì có cô Diệu Hương đến với mộ cậu Năm. Gọi lên đây chị. Lên đây đi Diệu à. Để sao lâu lâu cô mới lên đi chơi với tụi con. Vậy là mình là trong đoàn Phật tử đúng không cô? Dạ. Cô là Diệu Hương. À còn cô là Diệu Hòa. Dạ cô Diệu Hòa. Cô này thiết kế thời trang. Dạ. Ôi ôi. Bữa nay đồ có mặt nè. Mất nói rồi, chở đi rồi. Đồ có mặt. Vậy là cô làm thiết kế thời trang. Dạ. Mai đồ đẹp lắm. Dạ. Đồ có mặt mấy mà đồ bộ là cũng hay không đó. Dạ. Gần luôn chị luôn. Vậy là hôm nay mình đi tổng cộng là 4 thành viên hả cô? Dạ. Sáng cô chưa ăn luôn hả? Đúng á. Ghé tính kiếm đi ngày ba này mình cặp mình anh nghe điện thoại bạn đó. Đi đi bỏ đó đi về vô đây. Hai chị em gì lên chưa? Đồng Nai lên chưa? Chưa. Cô lên luôn hả? Dạ. Cô Diệu Hương nói là hôm nay có quà cho mấy anh em nữa cả nhà. Không biết là quà gì đây. Bình thường là cô cho những cái nhang con hỷ về hấp nhang pháp với cô chú anh chị. Em lấy nhang lên cậu nè. Dạ. Ba cây á. Dạ. Dạ đi đâu rồi cô ơi, chứ sáng sớm là có ở đây rồi. Sáng anh em dọn mộ xong rồi chắc chỉ đi mua đồ sáng thôi đâu. Dạ. Cái bữa nước không á cô? Qua bên Hoa Viên đổ mấy xe cát. Còn có trái cây cả nhà ơi, quýt với lại xoài nha. Bánh bía. À, tèm màu xanh không á? Xanh hết. Bông bông đâu rồi em? Bông đâu con? Dạ, bây giờ gia đình mấy cô ở dưới Sài Gòn lên bây giờ thương cả nhà.
Rồi, cảm ơn bà xã nha. Wow, lần đầu tiên thấy khán giả cúng bắp cho cậu ha. Bắp này lâu lắm rồi, hai chồng mình chưa ăn này phải ha bà xã? Đúng rồi, bắp này con lên cũng ngay ngày cô lên luôn. Đúng, mấy ngày nữa ngon lắm nha. Dạ, mấy ngày con không có lên. Cái này cũng phải có vườn đúng không? Bắp mà, bắp có vườn. Có chứ, phải có vườn. Mà như ở trên này, cái này trên mình như hết để bán không? Còn, có, còn. Tại anh không ăn. Anh là anh không hết chứ. Ăn, hết mà, ngon. Có ăn không? Có, ngon mà. Tại không có khi nào nghe anh nhắc tới. Tại không nhắc thôi chứ, cái nào ngon anh nói ngon thôi chứ. Nhang bên kia coi, phía sau cô. À cô có đem nhang dạ. Ủa em thấy có gì lạ không em? Hai anh công kìa. À. Cái này là mình để vị trí đỡ rồi đúng không? Dạ. Dạ. Đêm lúc mình ngủ. Lúc mà gần chiều về đúng không cô? Đốt 3 cây ha. Dạ, rồi. Cái này đốt được lâu lắm đó cô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ở nhà này của cô là. Dạ. Ngoài kia cũng có khách đang vào ha em. Dạ. Ngày kia thì có khán giả đang vào. Cái gì mình dài à? Sợ mình chùm vô hay mà. Nhang ở phía sau này cô ơi. Anh Ngọc mình để cái hùng xích vô đi anh Ngọc. Hả? Cô Diệu Hương vừa đến giờ khán giả đến đông quá chừng luôn ha. À, như đi hai xe bảy chỗ ha bà xã. À, hai xe bảy chỗ. Ở phía trước cái đường cắt đúng không? Mình đứng từ xa mình ghi hình để cho bà con cô bác thoải mái nhất, tự nhiên nhất ha. Chứ để mình lại mình hỏi thì các cô bác như kia các cô bác không có trả lời được á. Wow, tự nhiên nắng lên rồi bà xã ơi. Hình như mấy nay anh thấy anh da dẻ của anh chắc hơn á nha. Ốc tiêu, dạo này da dẻ của tôi thấy chắc hơn ốc tiêu ơi. Dạo này tôi thấy da dẻ của tôi chắc hơn á. À đúng rồi, nhà Hồng Phúc của cậu Năm mình da dẻ chắc hơn đúng không? Dạ con chào các cô nha. Cô ơi cần con giúp gì không? Ôi ơi, sao tự nhiên mát vậy? Đó, như các cô chú anh chị thấy ha, tự nhiên cái bà con đến đông quá chừng luôn. Sáng giờ là mình tưởng đâu thứ hai vắng đúng không chồng? Đúng rồi. Đông cách lạ hơn. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy làm như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.